Hello, Lan chào cả nhà. Lan đang đứng ở đây là ở Fountain Estuary nha, ở vùng Essendon. Ở sau lưng Lan là dòng sông Marie Bình Nông đó bà con. Còn chút xíu nữa Lan vô Fountain Estuary. Rồi mời cả nhà chút đi với Lan nha. Để Lan trước khi đi vô trong, Lan quay sơ phong cảnh ở đây cho bà con coi nha, rất là đẹp. Ở đây buổi sáng người ta đi tập thể dục rất nhiều nha chị em. Đó, người ta dắt chó đi thả bộ dài theo dòng sông Marie Bình Nông nè. Còn bên đây là Fountain Estuary. Trong này cái Estuary này lớn lắm nha, có bán đủ đồ á, outdoor, indoor, rồi cây kiểng trồng ở ngoài, ở trồng trong nhà, rồi mấy cái đồ trang trí trong nhà ngoài sân, bán đủ hết á. Đó. Ở đây là cái nguyên cái này là cái cà phạt của người ta đó bà con. Đó, cà phạt mà đậu cũng đầy xe hết trơn rồi nha, nguyên cái cà phạt đó. Thì trước khi vô cái vườn bông thì ở đây bắt đầu người ta trồng bông rồi nè. Đó, để Lan đi dạy tới nha. Người ta trồng bông bơm bốm rất đẹp nè bà con. Ta trồng bông ở đây theo mùa nha. Mùa nào có bông gì thì người ta trồng theo bông đó. Nguyên cái len nè. Cho cà phạt của người ta đó. Mấy cái chậu hình là cái môi dễ thương luôn cái nè. Dễ thương quá, 10 đồng cái nha chị ạ. Ồ, cây chầu bà lớn quá, loại nó, cái lá nó kha màu nè. Bà con biết nhiêu không? 950 á. Wow, nearly 1000. Cái cây này không là 950 nha bà con, chưa có cái chậu nha. Cái cây không á, 950 á. 950, hello, chào cả nhà. Cây chầu bà sau lưng Lan là... cây chầu bà sau lưng Lan là 950 đồng nha bà con. Wow, nghe thấy sợ rồi. 1 triệu 6 á, khoảng 1 triệu 6 á nghe bà con. Cái cây chầu bà này Việt Nam mình chắc nhiều lắm á, cái màu nó trắng trắng này Lan nghĩ Việt Nam dễ trồng lắm, ở Thái nhiều lắm. 950, 1 triệu 6 đô. Ơ, 1 triệu 6 tiền Việt Nam, sorry. Rồi thôi tiếp tục đi coi nữa nha bà con. Trời, nhầm cái mắt quá. Nhưng cái mắc quá, mắc quá. Ở đây ta dắt chó rồi đi chơi đông lắm nha. Rồi mời cả nhà đi theo Lan. Đi xuống indoor ở trong nhà nha. Cái nãy cũng là indoor luôn. Ở trong luôn, phía trong luôn. Hello cả nhà. Đây là Fanny Flower nha bà con. Bông hoa mẫu đơn á. Ôi ơi, nó đang có bông nè. Đẹp quá đi. Một bụi như vậy là 70 đô nha. Đang có bông nè. Đó, đang bông có nụ nè. Bụi 70 đồng. Cái loại này nó để là penny, tree penny nha bà con, là loại cây nha. Còn loại cũ nó khác nữa nha. Cái loại này loại cây nè, toàn bộ loại cây đó. Cái loại cũ nó khác nha. Cái này là loại cũ nè chị em. Đó, cũ nó để chữ khác nha. Cái tree mới là cây nha. Mấy này là tới mùa kia nó tàn á, nó rụi xuống dưới, nó không có mọc lên trên. Qua mẫu đơn đó. Rồi mời cả nhà đi tham quan với Lan nha, gia đình Michael dưới kìa. Đó, gia đình trai đang đó. Với con dâu với cháu nội. Cái nhà hàng nãy tụi Lan ăn cẩm á, đông lắm bà con ơi. Rất là đông nha. Phong cảnh này đẹp lắm, nhìn xuống dòng sông Paris mình ông đẹp lắm nha bà con. Tôi mời cả nhà đi theo Lan. Đây, cái này ở đây outdoor. Mùa này ta bán cũng nhiều rau cải rồi đúng nè. Wow, nhìn mấy con gà dễ thương quá. Ủa, cái cây chanh dây nè, như giống nhà dì Tư nè, ông ơi. Để chụp hình có phải không? Để hỏi dì Tư thắm à. Đúng rồi, giống nhà dì Tư nè. Để Lan mua một cây chanh dây này nha. Chết rồi, chút nữa đi, chút nữa ha, lợi lấy nha bà con. Lấy giờ này không có tay cầm nha. Mất đi quay phim, chút nữa Lan lợi Lan mua. Ở trong này người ta trồng lan nhiều lắm nha bà con. Wow, cây lan dễ thương vậy. Ôi ôi, cái bông nè, 35 đồng nha. Bụi lan này 35 đồng.
Còn ở đây nè, ai muốn mua ba lan đồ tặng lại đây, tha hồ mà lựa, 80 đồng một chậu. Bữa nay nói đúng giá không, có bất giá à. 80. Nó lan quá trời nè. Đó, lan không. Cái chậu này đẹp nè. Dễ thương quá. Dễ thương quá, dễ thương quá. Nói chung mấy cái loại này là trồng ở trong nhà nha bà con, indoor đó. Rồi. Trời ơi, lan quá trời luôn. Ở đây có chậu nữa nè bà con, là lan đó. Có chậu mà, chậu lan bự là lan nè. Đi dài xuống, đi dài xuống. Xuống bực quay, cúp máy nha. Ồ, mấy chậu này đẹp đẹp không quá Dữ Hiền. Đẹp quá. Đẹp quá. Rồi, đi dài xuống bực thềm nha. Không có dồn lại hồi bắt ếch đó bà con. Đây. Mấy cái loại này indoor mình trồng trong nhà chị em. Trong nhà nha. Chó ngồi thấy thương không? Ôi, nhồi mặt thấy chương quá đi. Coi cái lắc cái đầu nữa nè. Cái mặt thấy chương quá à. Mùa này người ta bán đỗ nguyên nhiều lắm nha bà con, qua đỗ nguyên nè. Đỗ nguyên nó có nhiều loại lắm, loại này có một tầng thôi. Rồi lăn đi dài vô nha. Đây, ở trong này đỗ nguyên qua bự qua nhỏ. Cái này nó hai tầng nè bà con, đỗ nguyên loại hai tầng nha. Đó, nó bông nó hai tầng nè. Thấy không, hai cái bông nó chồng nhau. Bông hai tầng. Bên đây cũng là đỗ nguyên nữa nha bà con, mà loại khác. Cái đỗ nguyên tím đẹp quá. Wow wow wow, đẹp quá. Màu đẹp, tím thiệt là đẹp nha bà con nè. Đỗ nguyên ở đây nó có nhiều loại, nhiều màu nè. Mấy cái màu này đẹp lắm nè. Nói chung ai muốn mua bông qua lại đây là cái giống gì ở đây cũng có hết nha bà con. Cái cây này, cái dáng này đẹp quá vậy ta. Cái dáng nó đẹp nha bà con, cái cây này nè. Cái dáng nó rất là đẹp nha. Wow, cây dáng đẹp quá. Đỗ nguyên nhiều lắm, đủ màu hết trơn nha bà con. Đỗ nguyên ở đây dữ lắm nè. Mấy cái loại này đỗ nguyên bông bự nè, Lan không thích gì mấy. Lan thích bông nhỏ thôi. Cái này đỗ nguyên hoa lớn nè. Wow, bông đẹp quá. Cái này là bông poppy nè bà con, poppy color. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Đây. Khu này là người ta bán rau cải nha bà con, đem về nhà mình trồng á, rau cải á. Đủ loại hết đây. Ô, cái loại này thập cẩm nè. Ô, cái gì cũng có trong này hết. Đủ thứ hết đây nè. Thập cẩm nha. Nhiều loại đó. Đủ thứ hết đây. Bắp cải đồ đủ hết nha. Hình như mùa này là bán cà, nó bán cà nhiều bà con. Còn này cà tím nữa nè. Cà đủ hết. Ở đây cũng có bán sen đá nữa rồi. Con chậu này 50 đồng nè. 70 một chậu. Ở đây ta bán lan cũng nhiều lắm nè bà con. Mấy loại cũng đẹp đẹp lắm nè. Ta bán lan cũng nhiều lắm nè. 37 đồng một bụi nha. Ta bán lan, gọi lan
nhỏ lăng nhí đó. 50 đồng một bụi nha. Một bụi 50 nha bà con. Đẹp quá. Một bụi gì mà 50 nha. 50 đô. Mấy cái chậu bằng vàng đẹp dễ sợ luôn nè. Mấy cái chậu màu vàng đẹp không bà con? Đẹp quá. Rồi Lan đang đi ra nha. Bà Lan lại mua cái chậu chanh dây vậy nè bà con. Chanh dây loại trái dài mà cái ruột nó màu vàng đẹp lắm nè. Rồi bây giờ Lan đi ra nha. Nói chung quay phim nhằm khi cái mặt mình tối hù bà con, mà tại vì cái đường mình đi xuống thì mình phải quay thôi. Đó. Ồ, đông lắm bà con, người ta hì hì xèo xèo trong này á, đông vui lắm. Ta lại coi bông hoa với đi ăn nhà hàng, đi ăn nhà hàng đông lắm. Quá trời bông. Bông hoa dữ lắm nha bà con. Cái nước chu rì này lớn lắm, nó nằm xéo xéo xuống sườn núi nè. Bà con dòm ta đông lắm nha. Mà Lan quay phim là Lan đã né bớt rồi nha. Quá trời nhiều loại bông hồng mới về nè bà con ơi. Ai muốn trồng hoa cảnh gì đó lại đây mua nha. Dữ lắm. Bông hồng loại cao nè. Bên đây là bông bông bướm. Đẹp quá. Bướm đẹp thiệt là đẹp nữa. Lan đi vô trả tiền đó nha. Cái net jewelry này bà con, nó nằm ở Essendon nên mấy người này ở đây khu này ta giàu lắm, nên đi ăn uống dữ lắm nha. Rồi trả tiền rồi, 11 đồng mấy, chưa tới 12 đồng nha bà con. Đó, rồi thôi giờ đi ra xe về, đứng lại nói chuyện khác. Rồi thôi Lan xin chào cả nhà. Lan cảm ơn bà con, cô bác, anh chị em đã bỏ thì giờ coi phim của Lan. Thành thật cảm ơn. Lan mến chúc bà con ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ dùm Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Bye bye cả nhà. Bye bye.